Rồi xin chào anh em nhé. Nay thì trước khi giao lô bot ở thành phố Hồ Chí Minh thì em review lại cho anh em luôn. Thì đây là đối với công ty xí nghiệp đặt hàng ở trên web. Đó. Thì trước tiên là có một cái bot hai cái bot Go đời 2, thế hệ 2 á. Thì dòng này thì đợt trước có ông anh nào đặt em thì nếu mà anh em nào đặt thì liên hệ em nhé. 800 ngàn một cái. Đó. Bot Go thế hệ 2 thì em sẽ mở ra để cho anh em xem bên trong. Máy này thì rất là nhỏ gọn nhẹ, anh em tiện để trong túi hoặc là để trong cốp xe này kia. Đó. Thì anh em có thể để trong cốp xe này kia khi cần thì anh em vặn thay cho con vít. Đó, thay vì giờ anh em cầm tua vít vặn thì cái này nó trợ lực cho anh em khỏi phải vặn luôn. Đó. Chỉ có việc bóp cò và nó tự siết cho anh em để vặn mấy con ốc điện, ốc gỗ này kia. Đó. Lực của nó cũng cao rồi cho nên là vặn mấy con ốc đó thoải mái. Đó. Thì đây là Bot Go 2. Thì anh em nào có nhu cầu mua con này thì liên hệ em. Đó. Hôm bữa có ông anh đặt con này. Đó. Thì em giờ mới về đây là hai con. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ em 800 ngàn một cây nhé. Đó. Là đối với Bot Go này. Đó. Nó điều chỉnh được tốc độ vòng tua này lực luôn nha anh em. Để anh em vặn từ vít nhỏ đến vít lớn. Đó. Cầm vừa tay, nhỏ gọn nhẹ. Đó. Hàng chính hãng nha anh em, bảo hành đầy đủ. Bỏ mũi vô anh em có thể siết bét hai, siết mấy con ốc thoải mái. Đó. Thì con này anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nhé. Chân sạc của nó thì nằm dưới đít. Đó. Bộ sạc nó có đầy đủ. Anh em cắm vào chấu USB để sạc hoặc là anh em có nếu mà có đốc sạc điện thoại này kia mà của các hãng á thì anh em có thể là cắm vô trực tiếp để sạc cây này luôn hoặc là cắm vô anh em nếu mà đổ trên xe mà đổ chân sạc USB xài bình trên xe máy á cũng có thể sạc được luôn. Nó cái này rất là đa năng, như xe máy em thì em có đổ cái giắc sạc điện thoại luôn trong cái cốp xe. Đó. Thì anh em có thể sạc được mấy loại này. Với điện thoại thoải mái. Đó. Một bộ nó thì bao gồm một máy đồ sạc và hai mũi vít. Đó. 800 ngàn có hộp đầy đủ để anh em để trong cốp xe hoặc là đi đâu thì bỏ trong người như như một cái viết cũng được. Đó. Rất là tiện. Đó. Phiếu bảo hành đầy đủ. Dành cho anh em nào có nhu cầu nhé. Còn cái lô này là em giờ chuẩn bị giao qua quận Tân Bình, đó, khách đặt. Đó, thì khách đặt để làm nhà xưởng á, cho nên là đặt hàng điện để xài. Tại vì thứ nhất là chi phí thấp, thứ hai là bền, độ bền hơn là khoan pin, đổ pin thì mau hết pin cho nên với lại tại xưởng thì làm nhiều thì xài hàng điện, người ta xài hàng điện. Thứ nhất là có bảo hành an tâm, thứ hai là mấy cái đồ này mà xài hàng pin thì pin chịu không nổi. Đó, giống như máy bào mà anh em xài pin thì pin chịu không nổi. Còn đây là con xe điện vào của Bosch, hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ. Bao điện có mã GHO 6500, đó là con bao điện của Bosch. Đó, tiếp theo là con máy mài, này thì 750W, đó, cũng hàng Bosch luôn, cũng bảo hành anh em đầy đủ. Đó, mấy cái này là dành cho anh em nào làm xưởng nhá, thì có nhu cầu thì liên hệ em. Làm xưởng thì riêng con khoan con vít thì anh em mới nói chung là làm xưởng mà anh em làm chuyên luôn á thì con khoan con vít thì anh em sẽ pin cả ngày bắn thoải mái, khoan thoải mái. Nhưng mà có một số máy thì anh em làm ở xưởng nếu mà làm chuyên luôn làm nhiều á thì sẽ pin nó sẽ không đủ pin mà đi ráp công trình mới đủ. Ví dụ như anh làm em làm công trình tiện cắt này kia thì đủ,
giống như máy cơ đĩa này đó. Anh em xài pin thì cũng có thể cắt được nhiều á, nhưng mà nếu mà anh em làm ở xưởng thì cắt liên tục thì anh em nên xài hàng điện cho nó rẻ tiền đó. Chứ cơ đĩa mà xài pin mà hàng mấy hàng không chuyển than thì nó đắt tiền lắm đó. Rồi máy phay, thấy anh em cũng hay mua máy phay này, đó là đây là loại một tay đó, máy phay của Boss 550W xài một tay đó. Đó, mã là GKF550. Đối với phay một tay thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ đó, đầy đủ đồ. Đó. Rồi tiếp theo thì con khoan điện đó, khoan điện của Boss luôn. Khoan điện này thì hình như là, để em coi. Rồi con khoan điện này là không phải đầu autolock nha anh em, mà đầu siết bình thường đó. Mã là GSB16RE. Có hai chế độ là khoan và khoan búa. Đó, hàng này hàng chính hãng, cũng bảo hành cho anh em thoải mái luôn, cho nên là cài công trình thoải mái. Đầu kẹp siết này thì kẹp mũi khoan nó chắc với lại dễ mở, không bị kẹt autolock như mấy cái con kia, nhưng mà nhược điểm thì gài mũi lâu thôi. Đó. Tùy công việc của anh em lựa chọn để khoan. Như con này thì anh em đi công trình khoan tường thì thoải mái. Khoan tường khoan bê tông mũi 6, mũi 8 cũng thoải mái khoan. Tua nó nhanh. Đó. Có tua nhanh, tua chậm. Rồi, còn đây là con GSR12. Ly đó, con này thì ông có ông khách đặt, nhưng mà giờ ông khách ông đổi qua lấy con máy mài khuôn rồi, cho nên là chưa có tiền thì em cũng nhập về cho anh em luôn. Bộ này thì khoan vặn vít đó, con này thì thuộc dạng gọi là khoan vặn vít á, nhỏ gọn nhẹ, dành cho anh em nào mà hay vặn vít vít nhẹ, nói dành cho anh em nào xài gia đình này kia vặn vít nhẹ thì xài con này cho nó tiện. Giá nó cũng rẻ mà hai pin một sạc đó. Đó. Thì bộ này anh em nào có nhu cầu thì liên hệ em qua số điện thoại 0931172897. Giá nó có trên web hết, thì anh em mua thì liên hệ em. GSR12 120 Li, anh em có thể vô web của em khoanpinchinhhang.com, đánh vô cái mã của nó, ví dụ anh em tìm GSR120 là nó ra đó. Và nó có giá luôn. Đây, ví dụ như em tìm cho anh em xem là con này là Boss này là GSR120 Li có giá là